đồ porcelain hàng nội địa Nhật nha cả nhà. Một chai như thế này là 600ml, chai rất là bự và chúng ta sử dụng rất là lâu. Nếu các bạn sử dụng qua nước xúc miệng Listerine mà chúng ta cảm thấy nó quá là cay thì mọi người có thể sử dụng em này nha. Sản phẩm này giúp cho mọi người nó có thể làm sạch răng miệng rất là nhanh, mà còn cái vị của nó không có bị quá cay như là Listerine. Đặc biệt là sau khi mọi người sử dụng cái em này thì rất là thích luôn, vì dù chúng ta có đánh răng kỹ cỡ nào thì sau khi mọi người dùng nước súc miệng Robosling này, chúng ta nhả cái nước mà chúng ta vừa mới súc thì mọi người mới thấy là trong khoang miệng của chúng ta thực sự là chưa được sạch sau khi đánh răng. Nếu mà chúng ta chỉ đánh răng không thì vẫn chưa sạch ấm nhau nha mọi người. Khi mọi người sử dụng cái nước súc miệng này chúng ta phun ra thì chúng ta mới thấy được trong khoang miệng của chúng ta rất là ghê luôn. Thì cái em này có hương vị rất là nhẹ mà rất là dễ sử dụng nữa. Sau khi mọi người xúc qua và chúng ta nhổ ra thì cái nước sau khi chúng ta xúc á, mọi người sẽ thấy là nó rất là ghê luôn. Và cái sản phẩm này trước đây chỉ có một màu này thôi, nhưng mà sau này có thêm rất là nhiều màu, nhiều mùi. Màu cam là màu này đầu tiên bán ra thị trường, sau đó tiếp đó là màu xanh, màu trắng, và bây giờ có thêm màu gold nữa, màu vàng gold. Và những cái màu đó thì những cái công dụng và cái hương, cái vị nó cũng khác nhau. Giống như màu xanh thì được chiết xuất thêm là từ trà xanh và có tác dụng là diệt khuẩn. Màu trắng thì sẽ cải thiện tốt về vấn đề ố vàng răng á, dành cho các bạn nam mà hay hút thuốc hoặc uống cà phê thì chúng ta sử dụng cái đó rất là tốt. Nhưng mà trước khi sử dụng những cái dòng đó thì mọi người nên sử dụng cái em này trước, sẽ giúp chúng ta sạch khoang miệng, sau đó chúng ta sử dụng những cái sản phẩm sau thì nó sẽ mới hiệu quả hơn nha mọi người. Và cái chai Gold thì cái mùi hương được chiết xuất từ cam, mật ong và bạc hà, nó khác. Tức là mỗi cái sẽ có hương vị khác một tí hơn cả nhà. Và cái dòng này á, thì cái em màu cam này là rẻ nhất trong các màu. Những màu kia thì 301, còn em này thì đang bán là 207 nha. Giá đã hạ hơn trước rất là nhiều. Hồi trước chai này là 300-301 một chai nha cả nhà. Và bây giờ giá mềm hơn rất là nhiều luôn. Mọi người có thể inbox để đặt hàng với Thủy nha.